Câu số 9. Phân tích quy luật phủ định của phủ định và rút ra ý nghĩa phương pháp luận. Vậy thì đối với quy luật này, các em lưu ý rằng là nếu mà nói về mức độ mà hỏi ấy, thì người ta thường hỏi quy luật mâu thuẫn nhiều nhất. Đến quy luật thứ hai đó là quy luật lưỡng chất, và quy luật này quy luật thứ ba. Cái quy luật mâu thuẫn là hỏi nhiều nhất. Đấy, còn quy luật này các em thấy rồi, có năm hỏi, các em nếu mà xem đề một số năm gần đây là thấy người ta hỏi, có hỏi quy luật này. Vậy thì đối với quy luật này, điều đầu tiên là các em phải nắm được khái niệm, một số khái niệm. Cái thứ hai là các em nắm được nội dung của quy luật phủ định của phủ định. Nội dung của quy luật phủ định của phủ định. Và cái thứ ba các em cần nắm được ở đây đó là ý nghĩa pháp luận. Quy luật này mình sẽ dành ít thời gian hơn. Thứ nhất là các em cần làm rõ được cho mình các khái niệm. Thứ nhất, phủ định là gì? Phủ định là gì? Thì các em thấy đây người ta định nghĩa. Phủ định nó là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự thay thế. Chỉ cái sự thay thế. Sự vật này bằng sự vật khác trong quá trình vận động phát triển. Thế nó nói đơn giản đây, phủ định nó chỉ là sự thay thế thôi. Cái sự vật này bằng sự vật khác trong quá trình vận động phát triển. Đấy, ví dụ như trong xã hội thì các em thấy chế độ chiếm nô lệ ra đời thay thế cho chế độ cộng sản nguyên thủy. Chế độ phong kiến ra đời thay thế cho chế độ chiếm nô lệ. Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời thay thế cho chế độ phong kiến. Ta nói tuần tự là như vậy. Thế hệ sau ra đời thay thế cho thế hệ trước. Công nghệ ra sau ấy thì thay thế cho công nghệ đi trước, thay thế cho công nghệ đã lạc hậu. Đơn giản vậy thôi. Và khi nói đến phủ định thì các em nhớ rằng có hai loại phủ định, đó là phủ định siêu hình và phủ định biện chứng. Đấy, phủ định siêu hình là sự phủ định chấm dứt sự phát triển. Nó là chấm dứt sự phát triển. Ví dụ như bây giờ mà hạt thóc chẳng hạn, mà chúng ta mang ra gieo trồng thì nó sẽ ra cây lúa, và từ cây lúa ra những hạt thóc tiếp. Nhưng mà nếu mà hạt thóc đó mà chúng ta cho vào, chúng ta rang, chúng ta nấu cơm, chúng ta làm rượu thì sẽ là chấm dứt sự phát triển. Đấy. Còn cái phủ định siêu hình này mà được vận dụng vào trong xã hội thì chúng ta thấy nhiều lúc nhiều người mắc vào cái phủ định siêu hình. Ví dụ như về nhìn nhận về chủ nghĩa tư bản. Có một cái thời điểm trước đổi mới là chúng ta rơi vào cái phủ định siêu hình, hay còn gọi là phủ định sạch trơn. Cho rằng tất cả mọi thứ của chủ nghĩa tư bản đều là xấu. Cho nên đã nói đến phủ định chủ nghĩa tư bản, đã nói đến xóa bỏ chủ nghĩa tư bản là xóa sạch. Mà với cái quan điểm như vậy là đứng trên phủ định sạch trơn, phủ định siêu hình. Mà phủ định sạch trơn, phủ định siêu hình thì nó đối lập lại với phủ định biện chứng. Mà triết học Mác thì lại đứng trên phủ định biện chứng. Đấy, các em chú ý cho mình điểm này. Vậy thì phủ định biện chứng là gì? Là sự phủ định tạo điều kiện tiền đề cho quá trình phát triển của sự vật hiện tượng. Nó là sự phủ định mà tạo ra điều kiện này, tiền đề cho quá trình phát triển của sự vật hiện tượng. Đấy, ví dụ như là quá trình hạt giống nảy mầm. Đấy, ví dụ hạt thóc mà chúng ta không mang vào rang, chúng ta không nấu cơm, chúng ta không làm rượu, mà chúng ta mang gieo ra đất thôi, mang gieo nó. Đấy, vào cái đất, nơi cái đất mà phù hợp với nó, ánh sáng, nhiệt độ, nước, độ ẩm vân vân, thì cái hạt thóc đó nảy mầm. Đấy, ra đời, cái mầm nó ra đời từ cái hạt đó. Và sự ra đời của nó là sự phủ định biện chứng đối với cái hạt. Và nhờ đó thì cái giống loài này tiếp tục quá trình tồn tại phát triển. Đấy, cái cây đó tiếp tục tồn tại và phát triển. Và lại tạo ra những cái hạt mới, rồi lại tạo ra những cái cây mới, cứ như thế. Hay là ví dụ như là xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay này, chúng ta cần phải phủ định biện chứng chủ nghĩa tư bản. Chúng ta cần phải phủ định biện chứng chủ nghĩa tư bản, tức là gì? Chúng ta phải kế thừa được những cái thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong chủ nghĩa tư bản. Thế nên là thành tựu về khoa công nghệ thì chúng ta cần phải kế thừa mới xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ. Cái nền sản xuất lớn ấy, chúng ta cần phải kế thừa chứ. Cái kinh nghiệm tổ chức quản lý của nền sản xuất tư bản tốt chúng ta cũng cần kế thừa chứ. Các em có thể tìm hiểu về quan điểm của Đại hội 9 về vấn đề bỏ qua chủ nghĩa tư bản như thế nào. Đấy, còn cái nội dung tiếp theo đây đó là tính chất của phủ định biện chứng. Tính chất của nó. Thì đây các em chú ý cho mình. Các cái tính chất này thì các em đã học ở đâu? các em đã học ở nguyên lý về sự phát triển. Và nguyên lý về sự phát triển nó có 4 tính chất: tính khách quan, tính phổ biến, tính đa dạng phong phú và tính kế thừa. Nhưng mà vận dụng ở đây chỉ là quy luật phủ định và phủ định. Ở cái nguyên lý kia chúng ta khái quát cả gì? Khái quát như vậy nó cả cho quy luật lượng chất, cả cho quy luật mâu thuẫn, cả cho quy luật phủ định và phủ định. Vậy thì muốn hiểu sâu hơn thì các em muốn hiểu thêm thì các em quay trở lại tìm hiểu nó. Như vậy ở đây là phủ định biện chứng, các em nhớ nó có 4 tính chất. Thứ nhất là tính khách quan. Thứ hai là nó có tính kế thừa. Thứ ba là nó có tính phổ biến. Và thứ tư là nó có tính đa dạng phong phú. 4 tính chất này các em muốn tìm hiểu thêm, các em nhớ đây mình đều có ví dụ cả. Đấy, nhưng các em muốn tìm hiểu thêm để đọc lại phần nguyên lý về sự phát triển. Các em chú ý cho mình cái đặc điểm của phủ định biện chứng. Đặc điểm của phủ định biện chứng. Cái đặc điểm của phủ định biện chứng đây đó là sau một số lần, ít nhất là 2 lần phủ định, sự vật hiện tượng phát triển có tính chu kỳ theo đường xoáy ốc, mà thực chất của sự phát triển đó là sự biến đổi. Trong đó, giai đoạn sau vẫn bảo tồn những gì tích cực đã được tạo ra ở giai đoạn trước. Với cái đặc điểm này, phủ định biện chứng không chỉ là khắc phục hạn chế của sự vật hiện tượng cũ, mà còn gắn chúng với sự vật hiện tượng mới. Gắn sự vật hiện tượng được khẳng định với sự vật hiện tượng bị phủ định. Vì vậy, phủ định biện chứng là vòng khâu tất yếu của sự liên hệ và sự phát triển. Đây là khái quát, cái đặc điểm của phủ định biện chứng là như vậy. Để hiểu rõ hơn cái tính chu kỳ của nó, rồi cái vòng khâu của nó trong quá trình phát triển thì các em tập trung vào cái phần nội dung của quy luật này. Thế thì nội dung của quy luật này, cái điều đầu tiên các em phải nắm được, thứ nhất này, tính chu kỳ của sự phát triển. Tính chu kỳ của sự phát triển. Từ một điểm xuất phát, các em nhớ là từ một điểm xuất phát, trải qua một số lần phủ định, sự vật dường như quay trở lại điểm xuất phát nhưng trên cơ sở cao hơn. Cái cơ chế của quá trình phủ định của phủ định các em nhìn ở đây. A này nó chính là cái khẳng định. Từ cái khẳng định này phát triển trở thành cái gì? Cái phủ định. Đây là phủ định lần 1. Đó là B. A thành B. Đấy. Sau nó chuyển thành cái gì? Phủ định của phủ định. Tức là phủ định lần 2. Tức là quay trở lại. Đó là A phẩy. Cái này này, cái mới này. Dường như là lặp lại cái cũ là A ở chỗ này này. Gần như lặp lại cái khẳng định này. Nhưng trên cơ sở cao hơn. Đó chính là cái cơ chế quá trình phủ định của phủ định. Tuy nhiên ở đây các em nhớ rằng là cái số lần phủ định đối với mỗi chu kỳ của từng sự vật cụ thể là khác nhau. Chứ không phải sự vật hiện tượng nào nó cũng diễn ra như thế này. Đấy, phủ định lần thứ nhất làm cho sự vật trở thành cái đối lập với chính nó. Đấy. Tức là chuyển từ cái khẳng định sang cái phủ định. Cái thứ hai đó là phủ định lần thứ hai, tức là phủ định cái phủ định. Thì sự vật mới ra đời đối lập với cái đối lập. Đối lập với cái đối lập tức là cái phủ định này, cái phủ định của phủ định với cái phủ định này. Nên sự vật dường như quay trở lại cái cũ. Đây A phẩy này dường như quay trở lại cái cũ là A này này. Gần như lặp lại cái khẳng định này này. Nhưng trên cơ sở cao hơn. Đó là đặc điểm cơ bản của quy luật phủ định của phủ định. Để các em có thể lấy cái ví dụ mà Engel đây, cái ví dụ kinh điển của Engel đã đưa ra về cái vấn đề phủ định của phủ định. Thì các em có thể đọc thêm cái ví dụ này, nó dài dòng. Đấy. Vậy thì cái nguyên lý về tính chu kỳ của sự phát triển nó có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng. Nếu chúng ta nắm được chu kỳ phát triển của sự vật hiện tượng, tất yếu chúng ta sẽ dự báo được xu hướng phát triển của nó trong tương lai. Nếu nắm được tính chu kỳ thì chúng ta sẽ dự báo được xu hướng vận động phát triển của nó. Các em chú ý cho mình cái điểm này. Cái điểm thứ hai, cái ý thứ hai đó là khuynh hướng của sự phát triển của sự vật hiện tượng là theo đường xoáy ốc. Đặc biệt đây nó gắn với cái gì? Nó gắn với cái đặc thù của quy luật này. Ví dụ như quy luật lượng chất thì chỉ ra cách thức, hôm nọ phần chung đấy mình giới thiệu rồi, cách thức vận động phát triển. Quy luật mâu thuẫn chỉ ra nguồn gốc động lực. một sự vận động phát triển chung nhất sự phát triển trong thế giới. Còn đối với quy luật này, các em nhớ là nó chỉ ra khuynh hướng vận động phát triển chung nhất của sự vật hiện tượng trong thế giới. Khuynh hướng đó là gì? Theo chướng đi lên như thế nào? Theo đường xoáy ốc, không phải là một con đường thẳng. Phát triển nó không diễn ra giống như một con đường thẳng tắp. Và cho rằng phát triển là một con đường thẳng tắp thì đó là quan điểm siêu hình. Còn quan điểm biện chứng thì cho rằng đó là một con đường quanh co theo đường xoáy ốc. Thế các em, đây ta diễn giải vận động phát triển đi lên, nó là xu hướng chung của thế giới, nhưng nó không diễn ra theo con đường thẳng mà diễn ra theo con đường xoáy ốc quanh co phức tạp. Thế thì các em có thể lấy vô vàn các ví dụ. Mình đây mình chỉ đưa ra cái ý tưởng, bởi vì các em thi những trường này cho mình lấy cái ví dụ này cho các em nó có ý nghĩa hơn, cho người ta đánh giá cao hơn về mặt nhận thức. Đó là con đường phát triển của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời đến nay. Thế các em đấy, cái con đường mà phát triển của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời đến nay thì đâu phải là một con đường thẳng đâu. Các em biết rằng ra đời Đảng năm 1930, sau đó thì đến cao trào, có ngay cao trào 30-31. Rồi sau đó thì các em biết cao trào 36-39. Đấy, và sau khi mà cao trào 30-31 thì các em biết bị Đảng ta bị khủng bố trắng đấy. Nó khủng bố như thế nào mà làm cho các phong trào bị tổn thất, rồi các tổ chức cơ sở Đảng bị tổn thất rất nặng nề. Rồi bắt đầu lại có cao trào 36-39. Rồi có cao trào 39-45. Cách mạng tháng 8 rồi chúng ta tưởng rằng là ngon rồi, là giành được chính quyền rồi, giành được độc lập dân tộc rồi. Nhưng các em thấy không? Bọn thực dân đế quốc bản chất nó lại quay trở lại. Chúng ta làm cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm. Kháng chiến chống Pháp. Tưởng là thắng rồi, bằng hiệp định Geneva chúng ta thắng rồi, ngon lành rồi. Thế là tổng tuyển cử đến nơi rồi. Nhưng cuối cùng thì các em thấy Mỹ lại hất cảng Pháp, lại biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Chúng ta làm một cuộc kháng chiến các em thấy còn trường trinh dài hơn rất nhiều. Rồi trong cái quá trình đó chúng ta thấy có trải qua tới bao nhiêu chiến lược của Mỹ và bao nhiêu lần chúng ta đã đánh Mỹ như thế nào. Và để có được thành công thì các em biết phải mất mát, đổ máu rất nhiều, mất mát rất nhiều chứ. Thì các em đấy, con đường phát triển cách mạng Việt Nam ấy, do Đảng ta lãnh đạo, nó cũng trải qua bước quanh co lắm chứ. Chứ đâu phải là một con đường thẳng tắp, ra đời Đảng cái bắt đầu sang đó lãnh đạo cái rồi thành công ngay. Không phải đổ máu, không phải hy sinh gì cả, không phải mất mát gì cả, làm gì có như vậy. Để đi đến chiến thắng, các em nhớ rằng là mình phải mất rất nhiều, phải hy sinh rất nhiều. Và cuộc đời thì nói đến cả cuộc đời cũng vậy, chứ không phải chỉ có mỗi câu chuyện về chính trị này, về lịch sử này. Đây, sự thành công của một con người đây, các em đấy cũng phải trải qua nhiều lần thất bại. Thế thì người ta thường nhìn thấy thành công của mình chứ có ít mấy ai nhìn thấy những cái lần thất bại của mình. Và bản thân chúng ta cũng chỉ nhìn thấy thành công của người khác chứ đâu có nhìn thấy thất bại của họ. Cũng đâu nhìn thấy cái nước mắt của họ. Cũng đâu nhìn thấy những ngày khổ luyện của họ, họ có thành công như vậy. Thế thì khi họ thành công thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm sao? Chia sẻ, chúng ta chúc mừng họ chứ. Tại sao một số người lại cứ ganh ghét đố kỵ? Mình có hy sinh như họ đâu, mình có mất mát như họ đâu. Mình có hao tổn neuron thần kinh đâu. Đấy, mình có phải đánh đổi bằng gì? Bằng sức khỏe của mình, bằng sinh mệnh của mình đâu, để mình có được thành công như họ. Người ta có thành công vậy, người ta phải hao tổn rất nhiều. Mình chẳng hao tổn gì mà mình muốn thành công như họ. Và khi không thành công như họ thì mình lại ganh ghét đố kỵ. Các em thấy con người, có nhiều người nó nhỏ nhen, ích kỷ ghê. Đấy, cho nên sự thành công của một người, các em thấy thành công đây có thể là con đường gì? Công danh sự nghiệp. Thành công đây có thể là cuộc hôn nhân. Còn đấy, các em muốn lấy một cái ví dụ ấy. Lấy một cái ví dụ rất dễ hiểu, đó là để phát minh ra sợi dây đốt bóng đèn, Edison đã thất bại rất nhiều lần. Và tài liệu nói thấp nhất là ông đã thất bại 8.000 lần. Tài liệu nói cao nhất là thất bại khoảng 50.000 lần. Tài liệu nói trung bình là khoảng 10.000 lần thất bại mới đi đến thành công cuối cùng. Thế thì các em thấy phát minh ra một cái phát minh đó mà tới cả 1.000 lần thất bại, các em đủ biết thế nào. Và từ đó các em thấy cuộc đời chúng ta thất bại. Và chúng ta khi chúng ta thất bại, chúng ta phải đứng lên như thế nào chứ. Thế vừa mới thất bại cái chúng ta đã làm sao? Buông hết rồi. Chúng ta nằm im rồi. Chúng ta chẳng có hoạt động nữa. Thế thì thôi thì đã thất bại luôn rồi còn gì nữa. Thế là hết đấy, đặt dấu chấm hết đấy. Thất bại là điều rất bình thường. Vấn đề ở đây là chúng ta biết đứng lên từ thất bại như thế nào. Đấy, thì các em phải tìm hiểu nội dung này nhé. Cái điểm thứ ba này. Do có sự kế thừa nên phủ định biện chứng không phải là phủ định sạch trơn. Em nhớ, nó không phải là phủ định sạch trơn. Không loại bỏ tất cả các cái yếu tố của sự vật hiện tượng cũ mà là điều kiện cho sự phát triển. Duy trì và gìn giữ, lặp lại một số yếu tố tích cực của sự vật hiện tượng mới sau khi đã được chọn lọc, cải tạo cho phù hợp, và do vậy sự phát triển của sự vật hiện tượng có quỹ đạo tiến lên như đường xoáy ốc. Đấy. Ví dụ như quan điểm về vấn đề bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa của Đảng ta. Quan điểm về vấn đề bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như thế nào? Thì các em nhớ là tìm trong Đại hội 9, quan điểm của Đại hội 9 năm 2001, Đảng ta quan niệm về chỗ này rất hay. Đấy, bỏ qua chế độ tư bản được hiểu như thế nào? Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng mà kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là thành tựu về khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất. Thì ở cái nội dung này thực ra mình đã giải thích ở bên trên rồi, không phải là phủ định sạch trơn. Đấy, phủ định chứng nó không phải là như vậy, nó đối lập với cái phủ định sạch trơn, phủ định siêu hình. Còn sau khi đã học xong cái này, nội dung nó, thì các em rút ra ý nghĩa pháp luận. Thì các em chú ý một số ý nghĩa này. Thứ nhất, đó là khi xem xét sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng, chúng ta phải xem xét nó trong quan hệ đối lập. Cái mới ra đời từ cái cũ, cái lạc hậu, cái phủ định, ra đời từ cái khẳng định. Có như vậy mới thấy được những nhân tố tích cực của cái cũ mà cái mới cần phải kế thừa trong quá trình phát triển. Trong quá trình phát triển. Đấy, cái chúng ta phải thấy những nhân tố tích cực của cái cũ. Ví dụ như khi mà nói đến chủ nghĩa tư bản đây, chúng ta phải thấy cái nhân tố tích cực của nó là cái gì, và chúng ta phải kế thừa cái nhân tố tích cực đó thì mới có thể xây dựng được cái mới. Cái mới đây chính là gì? Là chủ nghĩa xã hội. Đấy, các em có thể vận dụng vào trong xã hội, vận dụng vào trong chính con người các em. Bản thân các em giờ cần phải xóa bỏ những cái gì là cái cũ, lạc hậu, cản trở cái sự phát triển về kiến thức, kỹ năng, năng lực của các em. Cái điểm thứ hai các em đấy, sự phát triển nó diễn ra theo đường xoáy ốc. Do đó phải kiên trì chờ đợi, không được nôn nóng, vội vàng, nhưng phải theo hướng là bảo vệ cái mới, ủng hộ cái mới, tin tưởng vào cái mới, cái hợp quy luật nhất định sẽ chiến thắng. Đồng thời cần khắc phục tư tưởng bảo thủ trì trệ, giáo điều kìm hãm sự phát triển của cái mới. Cái phần này thì phần cái riêng cái chung mình có nói rồi. Cái riêng cái chung mới nói, và trong cái phần ý nghĩa pháp luận, đó là nguyên tắc phát triển, mình đã phân tích cái nội dung này. Nếu mà chúng ta nói là đây là vì sự phát triển nó theo đường xoáy ốc, cho nên mà khi mà cách mạng nó đi xuống ấy, gặp phải những thất bại ấy, thì chúng ta không bi quan chán chường. Đi trong quá trình làm ăn vậy thôi, trong quá trình học tập vậy thôi. Khi mà chúng ta thất bại thì chúng ta phải kiên trì chờ đợi. Làm cách mạng cũng vậy, và trong quá trình cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta nôn nóng, nóng vội thì sẽ thất bại. Và chúng ta luôn luôn phải ủng hộ cái mới, tức là cái đơn nhất này. Nếu cái mới đó là cái tiến bộ, cái hợp quy luật, thì chúng ta phải ủng hộ và tạo điều kiện cho cái mới đó chiến thắng. Và phải tránh cái tư tưởng bảo thủ trì trệ. Đấy, còn các em muốn tìm hiểu lại thì hãy lật lại cái phần mà nguyên tắc phát triển. Nó là cái ý thứ tư mình đã phân tích rồi. Cái điểm tiếp theo đó là quan điểm biện chứng về sự phát triển. Nó đòi hỏi trong quá trình phủ định cái cũ, phải theo nguyên tắc kế thừa có phê phán. Kế thừa những nhân tố hợp quy luật và lọc bỏ, vượt qua, cải tạo cái tiêu cực, trái quy luật, nhằm thúc đẩy sự vật hiện tượng phát triển theo hướng tiến bộ. Thế thì ở đây các em có thể lấy vô vàn các ví dụ để chứng minh điều này. Vô vàn các ví dụ. Ví dụ như mình lấy cái ví dụ này để cho các em dễ học. Học cái này để được cái kia. Cho nên mình thường hay lấy có cái ví dụ các em đấy, nó liên quan đến nội dung của môn triết, để cho nó tức là học ở phần trước thì được phần này, học phần này bổ sung phần trước. Ví dụ như sự ra đời của chủ nghĩa Mác, mà trực tiếp đây ra đời của triết Mác đã kế thừa những cái hạt nhân hợp lý của các học thuyết triết học trước đó. Ví dụ như để ra đời triết học Mác, các em nhớ là Mác Engel đã kế thừa cái hạt nhân hợp lý trong triết học cổ Đức, đó là kế thừa được phép biện chứng của Hegel và chủ nghĩa duy vật của Feuerbach. Kế thừa đây là kế thừa có phê phán, kế thừa có chọn lọc, tức là kế thừa có lọc bỏ nhưng lại vượt qua được những cái tiêu cực hạn chế đó, thì các ông mới có thể xây dựng nên được triết học duy vật biện chứng. Và xây dựng nên được triết học duy vật biện chứng nhưng có sự phát triển ra cái gì? Đó là có sự phát triển và phát hiện ra được chủ nghĩa duy vật lịch sử. Như vậy là kế thừa được cái hạt nhân hợp lý trong triết học của Đức, đó là phép biện chứng của Hegel và chủ nghĩa duy vật của Feuerbach, thì Marx và Engel mới xây dựng nên được triết học duy vật biện chứng. Và dấu ấn để lại đây chính là tìm ra được chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đấy. Hay là chúng ta xây dựng một nền văn hóa hiện nay thì chúng ta cần phải kế thừa cái gì từ truyền thống, nhưng phải lọc bỏ cái gì của truyền thống. Bởi vì truyền thống nó có hai mặt. Cái tích cực thì chúng ta cần phải ứng xử như thế nào, cái tiêu cực hạn chế thì chúng ta cần phải lọc bỏ như thế nào. Thế thôi. Vậy thì đối với quy luật này, các em chú ý cho mình. Thứ nhất là các em nắm được các khái niệm. Từ phủ định như thế nào, phủ định biện chứng như nào, phủ định siêu hình như thế nào. Và tính chất của phủ định biện chứng các em nhớ có 4 tính chất: khách quan, kế thừa, phổ biến, đa dạng phong phú. Còn các em sắp xếp tuần tự như trước là khách quan, phổ biến, đa dạng phong phú và tính kế thừa. Đấy. Cái điểm thứ hai, các em phải nắm được nội dung của quy luật phủ định, của phủ định. Nhất là các em nắm được cái tính chu kỳ của nó. Cái thứ hai, các em nắm được cái khuynh hướng vận động phát triển theo đường xoay ốc của sự vật hiện tượng. Và cái thứ ba là các em nhớ là do có sự kế thừa nên phủ định biện chứng này nó không phải là phủ định sạch trơn mà là điều kiện cho sự phát triển. Đấy. Đấy, duy trì và nó giữ gìn lặp lại một số cái yếu tố tích cực của sự vật hiện tượng mới sau khi đã có chọn lọc cải tạo cho phù hợp. Do vậy sự phát triển của sự vật hiện tượng có quỹ đạo tiến lên theo đường xoáy ốc. Đấy, thì các em chú ý cho mình điểm đó. Và điểm cuối cùng đây đó là rút ra ý nghĩa pháp luận. Thì các em nhớ là ý nghĩa pháp luận thì nó rất là nhiều, nhưng đây mình khái quát như vậy là có ba cái khía cạnh này, ba cái khía cạnh. Vậy thì từng khía cạnh này các em nhớ, nếu mà các em lấy ví dụ các em phân tích thì rất nhiều và liên hệ cũng rất nhiều. Ví dụ như mình nói ngay cái chỗ này, khi mà các em phân tích đây, chủ nghĩa xã hội ra đời trên cơ sở kế thừa những cái cũ, cái tích cực của chủ nghĩa tư bản, của các xã hội trước đó nhưng trực tiếp chủ nghĩa tư bản. Vậy thì chúng ta phải phân tích được là chúng ta cần kế thừa cái gì ở chủ nghĩa tư bản, như mình đã nói bên trên. Cái gì tích cực của chủ nghĩa tư bản thì phải kế thừa. Nhưng cái gì là tiêu cực hạn chế của chủ nghĩa tư bản nhất định cần phải xóa bỏ, cần phải vượt qua nó. Đấy, các em hiểu các em sẽ nói được rất tốt thôi. Đấy, rồi sự phát triển nó diễn ra theo đường xoáy ốc. Đấy, ví dụ như cách mạng Việt Nam chẳng hạn. Từ khi Đảng ta ra đời thì cách mạng Việt Nam đã trải qua những bước quanh co, những bước thăng trầm. Nhưng cuối cùng các em thấy không? Cuối cùng thì là thành công mỹ mãn. Tức là để đi đến thành công và để có đất nước như ngày hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã trải qua rất nhiều bước, rất nhiều giai đoạn. Lúc thì cao trào nhưng cũng có lúc thoái trào. Có lúc thành công nhưng cũng có lúc thất bại tạm thời. Nhưng cuối cùng thì mới có những ngày có đất nước như ngày hôm nay. Mới có chiến thắng, mới có được giành được chính quyền năm 1945. Đấy, mới có được chiến thắng Điện Biên Phủ. Mới có được chiến thắng đó là Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975. Mới có 1986, mới có đất nước như ngày hôm nay. Đấy, nếu các em hiểu thì các em phân tích vô cùng nhiều. Thì mình khái quát mấy cái điểm như vậy ở phần này nhé. Quy luật này. Đó là câu số 9.